Tuấn làm cái clip này để Tuấn giải thích với mọi người rằng là với cái trái như thế này thì tại sao cái ngọn nó ra như thế này mà nó không sao cả. Có những người nói anh Tuấn ơi sao em thấy là có những cái vườn anh quay ra tới 6 lá mà nó không rụng, nhưng mà có những vườn á có 4 lá là nó rụng ha. À, cả nhà coi nè, đây là phóng ngọn, đương nhiên đã dùng lân và kali để hãm nó ha, gọi là diều đó, hai lần rồi vì trái này nó còn nhỏ, chứ nếu mà trái ký rưỡi là có thể chúng ta thả ngọn rồi, bình thường ha. Đấy là nó có cái lý do thế này. Này tôi nói lại các clip trước cũng đã nói rồi, nhưng tôi muốn làm riêng cái clip này cho mọi người rằng là tại sao ra nhiều như thế này ha, nhưng mà trái không rụng. Nhưng mà cũng cái trái cỡ này nhưng chỉ ra một nửa lá này thôi là có thể rụng, là nhờ vậy, nhờ cái lá chân này nè, nhờ cái bộ lá này nè, trước khi đẻ là phải khỏe nè, nhờ bộ lá này nè. Rất tiếc cái vườn này đấy, là cái bạn này là mới làm nên không có cái bộ lá mà ra cùng với bông, và chỉ có bộ lá này thôi à, tức là lúc là bông nó ra hai phân thì không đưa dinh dưỡng vào đấy, để cho nó ra bộ lá cùng bông. Cả nhà mới thấy một điều này đấy ha, cây cũng không có lớn lắm đâu, năm đầu trái đầu tiên nó làm trái đầu tiên, cả nhà mới thấy rằng là cái lá chân mà nó càng nhiều chừng nào thì nó sẽ làm cho trái đỡ rụng chừng đó, vì nó có nhiều nhà máy sản xuất dinh dưỡng. Thì cái chuyện mà cái ông này nè là tiêu tốn dinh dưỡng nè, trẻ con nè là chỉ biết ăn xài nè, nhưng mà nó có được cái người lớn nè sản xuất dinh dưỡng, thì cái ông này, ông trái này cũng là tiêu xài lấy dinh dưỡng, ông này cũng lấy dinh dưỡng, cho đến khi lá về lụa như thế này, tức là đủ 18 tuổi thì mới sản xuất dinh dưỡng đóng góp cho gia đình ấy. Vậy mà các ông cắt trước khi đẻ là phải khỏe à, phải tôn trọng từng cái lá một, cắt xong nắng chiếu vô cắt luôn cả ngọn, không mặc dù cho nó không có gió gì hết, cắt luôn cả ngọn à, cắt hết rồi năm rồi, thấy cảnh chưa, ký rưỡi cũng rụng đúng không, cười hết. Tại sao còn sầu riêng cười à, không có bộ lá khỏe cộng với nắng chiếu vào thì nó chín hết chứ sao nữa, giống như mình vú mà vú phơi ra ngoài nắng vậy đó, nó chưa chín bên trong mà nó đã nứt cái da ngoài rồi à, thấy chưa, thấy à, à, cắt nữa đi. Nên tôi mới nói rằng là tội đồ mà, mấy cái thằng bài cắt là tội đồ của nông dân mà. Đấy, năm nay sao bài cắt nữa đi. Đấy, tôi nói rồi, một số người nói Thuận Thiên nói kiểu này rồi ông kia nói kiểu kia, không biết nghe ai. Thời gian là câu trả lời chính xác nhất, sự thật đó là chân lý, thời gian cũng là trọng tài để phân xử đúng sai, nó là như vậy không. Nè cả nhà coi nè, đấy, bộ lá nó như thế này nha, đúng ra bộ lá này nó còn đẹp hơn nữa đó, cái nhà thấy nè. Đấy, vụ đầu tiên ở dưới đây là gọi là cái gì, vùng này là vùng gì ta, chỗ nhà thờ Hà Ra đó, rừng thông á, cái này là của gì Mang Giang ta, chỗ nhà thờ Hà Ra nè. À, đây vườn này của bạn, vườn này là cái vườn Thuận Thiên đầu tư cho bạn Tý. Bạn Tý này là có cái công rất lớn với nhà thờ Hà Ra, và tôi muốn giữ chân của bạn này để cái vùng này được thay đổi, vì giáo dân ở đây họ quá nghèo đi, thì tôi muốn là làm sao đấy, cái vùng này không có nước đó nha, đất đá xấu không có nước nữa, một người đồng bào á 20 cây tới 30 cây thôi, năm thứ tư hai vợ chồng hai đứa con giá sầu riêng 50.000 thoát nghèo đấy, nhưng mà phải có nước thì mới giữ chân bằng Tý này, để đào tạo bằng Tý này bằng thực tế để trở thành đại lý của Thuận Thiên đấy. Bạn này là như tờ giấy trắng ha, hồi xưa là làm cây giống đấy đấy, Thuận Thiên là như vậy, ông nào giỏi sau một năm thôi thì có thể tư vấn được cho người nông dân rồi.
Đương nhiên bên cạnh đó phải có sự hỗ trợ của đại lý cấp tổng của tỉnh này. Đấy, thì sẽ giúp cho các bạn này thành công. Để thành lúc đầu thành cái nơi, cái điểm trung chuyển phân bón và tư vấn những điều bạn biết. Và sau đó sẽ trở thành đại lý chuyên nghiệp. Nên là Thuận Thiên là dựa vào nông dân. Ha, dựa vào nông dân. Để sau khi làm tốt cái tranh đại lý, nên nhiều cửa hàng bảo vệ thực vật xin Thuận Thiên rất là làm đại lý, rất là cảm ơn. Nhưng không thể đâu, vì Thuận Thiên là các bạn phải giỏi hơn người nông dân. Các bạn phải cầm tay chỉ việc, các bạn phải đi xuống nông dân, phải lặn lộn với nông dân, phải chỉ cho nông dân và phải nói hai câu là không bón hóa chất và phân hóa học. Đấy. Là trong khi các đại lý thì đang bán cái đó thì làm sao nói hai câu này, và liệu rằng có đi lỗi như đại lý của Thuận Thiên hay không nhé. Đó là như thế. Nên cái chuyện mà hãm đọt nè, diều đọt nè, đó là phải thông qua đại lý, vì họ thì chỉ có họ mới biết là cái vùng này, cái đất này nó như thế nào và cái lượng dinh dưỡng ra làm sao. Đó, thì họ mới có cái liều lượng. Tại vì nếu chúng ta hãm mạnh tay bộ lá này kém thì sau này trái của chúng ta trước khi thu hoạch sẽ không đẹp. Để cái trái này nó đẹp, nó sẽ cần mấy vấn đề là bộ lá trước khi thu hoạch là phải khỏe. Đương nhiên Thuận Thiên có những cái công thức làm cho xanh gai, nhọn gai này kia. Nhưng nếu rễ không khỏe, đất không khỏe, đất không đầy đủ dinh dưỡng và lá không khỏe, không nhiều, không phải là nhà máy, không đủ cái nhà máy chế biến dinh dưỡng cho cây trồng, thì các công thức kia cũng trở thành vô nghĩa. Chúng ta phải đẹp từ bên trong, tức là chúng ta hồng hào, ha, khỏe mạnh, xong đi đám cưới á, mấy cái cô đấy trang điểm một xíu. Đấy, là như thế. Nè, cái cành này nó quá nhiều nè. Không thể nào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cái cành này không thể. Cái này phải, các bạn tuyết không lặt thì sống như bạn sơn á, lên 1,5 kg, 1,2 kg cũng phải lặt. Thôi nó giật nó méo hết, sức nó đông, cái chỗ này mà chín trái làm sao mà nuôi nổi. Sắp tới trái này cũng phải, các bạn không lặt thì nó sẽ đào thải tự nhiên. Nhưng mà nó ăn hết của chúng ta rồi, nó mới rụng. Và nó rớt trong đất như vậy đó, cả bao nhiêu tháng nó mới chuyển thành mù, mới chuyển cung cấp ngược lại cho cây trồng. Chứ đâu phải cái trái này rụng xuống là nó chuyển hóa được liền đâu. Bạn thấy cái vườn tơ không? Hãm được 2 lần rồi ha. Rồi phải hãm đó, 2 hay 3 ngày hay 4 ngày, đó là tùy theo thời tiết và cái nội sinh của cây trồng mà chúng ta phải hãm, để nó không có tranh chấp về dinh dưỡng. Một nhà nhiều người làm ra tiền mà 1, 2 người xài tiền thì đâu có sao, đâu có. Còn nếu mà không có người làm ra tiền mà chỉ có xài tiền thì phá sản, rụng sạch. Đó là như vậy ha, cả nhà hiểu nó là như vậy. Nên cả nhà thấy không? Nên Thuận Thiên là thu xong một cái là làm cho một cơ thôi là sau làm trái lại được liền, làm sớm vụ ngay và luôn được liền. Thấy không? Cái này mà 2 tháng nữa quay thì thôi trái, ôi thôi rồi luôn. Rồi các ông cứ nói ơ ít nữa còn cái nịt này. Nè nó có nè, thấy không? Rồi xử lý đi bình thường nha, xử lý nha. Sắp tới phun công thức. Tí ơi tí qua đây nè. Đó, phun công thức hãm ngọn nè, pha luôn công thức côn trùng vào. Đấy, nó có kali sẵn rồi. Tí ơi, qua đây nè, xử lý đi. Nó người ta bị cái gì thì Thuận Thiên đều bị cái đó, nhưng mà yên tâm nè, nó có mùa này là mùa của nó nè, mùa nắng gắt xong mưa xuống là một cái đẹp sáp nè. Em phun công thức hãm đó sắp tới nè. Thì em pha công thức côn trùng luôn đấy. Phun vô nhớ nha, phun vô xong không thấy gì đâu, nhưng mà 3 ngày sau phun lại thì tự động
nó sẽ rớt. Giải quyết con này là 3 ngày một lần, có những chỗ giải quyết 5 ngày 7 ngày một lần là không đúng. Tại vì chúng ta phải phun đúng và trúng, đúng liều và trúng nó. À, có những cái trứng nó nhỏ mắt thường đâu có thấy được mà chúng ta phun qua quơ mà. Nên lần 3 ngày sau đợp lại một lần nữa là những cái nào còn sót lại chưa trúng thì nó phải. À, và nó cái cơ chế của thuần thiên là không phải giống nội hấp xông hơi đâu, nó tự bong ra. Nha, nó làm tê liệt hệ thần kinh, nó làm ngán ăn, nó làm đấy, chứ không phải là giống nội hấp xông hơi đâu. Rồi. Thôi, được rồi. Rồi. Nha. Nó chỉ có TF thôi. À. Rồi, thôi kính chào cả nhà. À, ha, để cả nhà hiểu là tại sao có những vườn mà 4 lá rụng mà cái vườn này 6 lá không rụng ha, là nó có lý do của nó. Nó có cái lý do của nó, được chưa? Rồi. Rồi, kính chào cả nhà.